một cái kinh khí cầu nó đang bay cách phía đông 10 cây số. Đông là đây nè. 10 cây số. Vậy này là 10. Bay phía nam 5 cây, vậy này là 5. Cách mặt đất 400 m là đổi ra cái đơn vị nhiêu cây số? 0,4. Như vậy cái kinh khí cầu này nó sẽ có tọa độ là 5 x y z nha. 5 10 0,4. Rồi nó hỏi khoảng cách so với điểm xuất phát. Tính cái độ dài này. Tính vector OM, kinh khí cầu cho điểm M đi. Độ dài vector OM là căn 5 bình cộng 10 bình cộng 0,4 bình. Bấm đi em. 11 hay 2? 11,2 cây số. Mấy em hỏi cái câu này nè, mới hay nè, cái câu mà thầy cho cái cron á. Đây nè, câu này nè, mới ác. Câu 101 á. Câu đó cũng phải tưởng tượng lắm á. Mắt phương hướng là coi như vậy. Câu này cũng được luôn á.